Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video của mình là Bộ. Đây là em mình. Xin chào bạn. Mình là Vi. Đây là em của mình. Đây là chị mình. Hôm nay mình sẽ chơi một trò chơi là trò chơi cờ cái người siêu to khổng lồ làm bằng người. Ok luôn. Ok, đứng ngay, con đứng đây. Thì ở đây có 4 ô để mỗi người đứng một ô. Khi nào mà ai mà ra được số 6 ấy thì mới được ra khỏi trường. Ai không chung được ra số 6 thì không được ra khỏi trường nha các bạn. Sau đây là màn bắt đầu. Mình sẽ ra trước. 3 không được. Đi. Đưa chị Nhi. Lén chị Nhi. Đưa gấu. Đứng ra 6. 5. Đưa anh. Rồi, ghế chưa? Mình giỏi chứ các bạn. Mình giỏi lắm. Đến anh mà. 4. 1, 2, 3, 4. 4, đưa chị Nhi. 4, đưa gấu. Đừng đá đi anh, đừng. 4, đưa anh. 3, 1, 2, 3. 3. Các bạn ơi, mình đi trước thôi, nhưng mà mình cứ đi lẩm quẩn qua trường của người ta, kiểu gì cũng bị đá đít về trường. Mất thua luôn, mất cái thắng. 1. 1. Đúng là con trai của ta. Thôi đi đây. 1, 2, 3. Đây cho anh. Sắc đá đi rồi. 1. Làm cổng. Sắc làm cổng qua trường của Vi rồi. Ui ui may quá. Đừng đá đi nhá. Không đá đi. 2. Đừng. 6. 6 ấy các bạn ạ. Mình đang nổi da gà. 1. Mình đang sợ. 4. 1, 2, 3, 4. Ui giời. Được đá nít gấu thôi. 3, 1. Đá nít gấu. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ôi giời. 6. 2, 1, 2. Sợ quá dừng. Đâu mấy à? 2. Lại 4. Ở sao này thành 4 nhỉ? Đang sắt gấu sắt bị đang sắt rồi. Sắp được đấy. Mình được 5 rồi, bây giờ mình sẽ lên mình đá đi em gấu. 1, 2, 3, 4. Hay chó. Đến nào. Non. Số 1. Sao có cái bàn này? Đi tôi
đừng đã đi kèm. May quá. Gấu. Đừng, đừng ra số 6. Đừng ra. Các bạn ơi, em gấu vừa chơi ăn dạ nhé. Thôi, mình và chị Nhi lớn rồi. Thôi, cứ nhường em như thế, thì em đi cũng như thế luôn cho nhanh. Ấy, ra tiếp đi. Vỗ tay. Các đấy chị Nhi rồi. Vỗ tay. Tên. Em đến nữa mà. Năm. Một. Bốn. Năm. Hai. Thì số 6 là thế. Gấu vừa chơi ăn sang thôi thì cũng như thế. Ừ, đi chơi đi. Mình đã đi rồi các bạn ạ. Đừng chép, đừng chép anh. Mình đã đi. Đúng. Đã. Muốn em cũng sợ quá. Sợ quá. Cả lũ đều sợ. Một, hai, ba, bốn. Đừng. Yeah, một. Ê. Mình sợ lắm các bạn ạ, nhưng mà mình chả sợ. Một. Sáu. Một. Hai. À, Phi đúng được anh. Một thôi, mấy là Phi cứ một thôi. À, đấy làm trắng. Trắng. Rồi bé thì rồi. Bài này thì chỉ như thế nào. Đi giật mình. Hai. Một. Hai. Chị Nhi. Anh vừa đang bị đá đi rồi. Đâu? Một. Hai. Đi. Đi. Em đấu tung mạnh lên để con đá đi. Nhá. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Với chị Nhi tâm gấu bây giờ gấu tung chị. Ok ạ, ta đừng hất đâu. Hãy đi tung đi ạ. Đừng đá đi ạ. Chị Nhi qua chỗ này rồi.
đá em. Chính chị đi qua chỗ này đúng không? Đừng đá em, đừng đá em. Đừng đá em. Chị Nhi rất đá đi, đánh ít lần thứ hai rồi. Một đi đâu, một đi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Hai đi, hai. Các bạn ơi, bây giờ mình tung số hai, mình sẽ về đích sớm hơn. Không chờ. Đi. Bà, sao kể bà thế? Không được bà. Chưa đi được. Đừng, bạn nắm đi. Sắp để đi tay cơ. Mình sợ quá các bạn ạ. Tiến, tiến. Sợ quá. Sợ quá. Các bạn ơi, mình về số 2, mình về sớm hơn ý. Mình phải tìm số 2 được. Đâu rồi, đây. Bạn, các bạn ơi, mình đang ở số, mình đang ở đây nhưng mà nhìn vẫn nguy hiểm. Mình phải lên số 6, nguy hiểm lắm. Bây giờ cố gắng lên đi được, đừng để chị Nhi đá đít. Đến gấu. Nam không đi được. Các bạn ơi, chị... Các bạn ơi, chị mình ra số 5, may là không đá đít được mình. Chị mà ra số 4 kiểu gì cũng hết suột. Bây giờ may quá, thật, thật, thật là may. Cảm ơn ông trời. Kiểu hết suột. Hiền thoại. Mấy nhỉ?
Các bạn ơi, bây giờ ai cũng gần về đích rồi. Không biết ai giành được nhì ba biết. Túng Ly sắp được biết rồi. 100% là chị Ni biết. Ba Ni không thấy được ba. Không được. Đi sắp về rồi. Sắp về đến đích rồi anh em ơi. Tiếp. Lại tiếp. 6. Đang là 6. Thế kìa. Nước cần 6 thì không ra 6. Nếu nước không cần thì càng ra 6 nhiều. Sáu lên. Chị Nhi biết. Người lớn thua trẻ con. Người lớn thua trẻ con. Các bạn thấy cờ cá ngừa bằng người này vui không? Các bạn thấy vui thì cho mình nút like, nút đăng ký, nút subscribe. Tiêu tiêu. Còn bây giờ thì kết thúc video rồi. Bye bye.